Việt Nam 14-0918-02-2018, cập nhật 14-10-18-02-2018, rút ngắn hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã bán đấu giá chiếc áo mình mặc tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Toàn bộ số tiền thu được là 330 triệu đồng được anh gửi tới các quỹ từ thiện. Trong những ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên đán bận rộn, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh đã tạm gác việc gia đình để tham gia một cuộc quyên góp nhằm gây quỹ từ thiện. Cụ thể, cầu thủ trẻ thuộc biên chế SLNA đã gửi chiếc áo đấu anh mặc tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 để bán đấu giá. Chiếc áo có tất cả chữ ký của thành viên đội U23 Việt Nam được Hội đồng Hương Nghệ An tại Birmingham, nước Anh mua với giá 10.000 bảng Anh, tương đương khoảng 330 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Xuân Mạnh dùng làm từ thiện. Xuân Mạnh trở về bên vòng tay gia đình sau thành tích cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Sau khi nhận số tiền từ việc bán áo đấu, Xuân Mạnh cùng CLB thiện nguyện Yên Thành đã đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành thăm hỏi và tặng quà 130 bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết Nguyên đán. Sau Xuân Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đang bán đấu giá đôi găng tay anh sử dụng tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, giá khởi điểm là 5 triệu đồng và được đấu giá tới hết ngày 25 tháng 2. Số tiền thu được từ việc đấu giá này sẽ được Bùi Tiến Dũng dùng để ủng hộ VV Đỗ Hoàng Quân, cựu VV vô địch SEA Games đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng. Xuân Mạnh và các cầu thủ U23 Việt Nam biết cách sử dụng số tiền thưởng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đỗ Hoàng Quân là VV biến Earth, từng giành huy chương vàng nội dung full 9 bi đôi nam ở SEA Games 25. Anh cũng từng xếp hạng 32 thế giới sau kỳ tích tại Trung Quốc. Những câu chuyện về cách ứng xử của cầu thủ U23 Việt Nam với những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn khiến các học trò của SLV Park Hang-seo tiếp tục ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Nguồn Zing.